Đấy, các bác thấy đồ đẹp này, từ những phía trên này không một vết xước nào luôn nha. Đấy. Vâng, và đây là con khủng long G9700 nha bác, 600W nha. Đối với em này thì các bác không cần lăn tăn về công suất nữa rồi. Về chất âm của dòng dòng G của Sansui gọi là đỉnh điểm. Và trước mắt các bác đó là một con G9700 khủng long bào chúa nha. Đánh hai cầu loa, 8 sò sắt. Với cấu hình lớn và trưng bày trong phòng khách, những cái phòng lớn các bác thích trưng bày thì những em này đạt hết tiêu chí cho các bác mình chơi. Màn hình rất là lớn, đèn tia, hai đèn tia. Khi nghe nhạc nó sẽ nháy đèn. Hai cầu loa chỉnh bass, mic chép trở kháng 4-16 ohm. Rất là mạnh nha các bác. Các bác chơi hai cặp 30 những dòng loa nghe nhạc như là Boss, Pioneer, Sansui, Reveler, những dòng loa châu Âu. Dòng G thì loa nào nó đánh cũng được nha các bác. Kể cả những dòng loa full 30-40 đưa vào nó tặng hết. Tại vì nó rất là mạnh. Nghe tiếng lực và căng. Con này hàng đấu mạng về. Rất là đẹp. Mời các bác cùng ngắm. G9700 con này giá 39 triệu nha các bác. 39 triệu đã bao gồm phí ship. Những con khủng long này rất là hiếm, lâu mới có hàng về. Bác nào mình đang cần một con Omni Receiver để mà trưng bày và nghe nhạc hay thì G907 là một ưu tú để các bác mình sử dụng và trải nghiệm nó. Phía trên rất là keng luôn nha. Dập len keng sao bên. 200 loa AB, A cộng B. Đây, các bác sẽ thấy thùng vách hàng mạng về ở trong một thùng rất là lớn. Đây là phần nhận đường tín hiệu đầu vào. Đặc trưng của dòng G thì nó thiết kế là một bên là loa, một bên là nhận tín hiệu đầu vào, nghĩa là phần kém AV đó các bác. Đây là phía sau là phần tản nhiệt. G907 600W 4 cầu điện nha các bác. Con này series là 0258 nha. 0258 có hai cái tem chỗ này. 0258 600W 4 cầu điện. Hiện tại đang sử dụng điện 120 tại vì nó chỉ có ở thị trường Mỹ. Rồi em sẽ mở nắp em này. Những dòng G đời cao này đều chạy cấu hình nguồn xuyến nha các bác. Nguồn xuyến là nguồn tròn đó các bác. $39 bác nào chiên khoản đủ thì em sẽ bớt 1%, có nghĩa là cái tiền phí thu hộ thôi các bác, bớt 400.000 nha. Còn các bác cọc tiền thì mình lại phải tốn tiền phí thu hộ, nên là em các bác chỉ còn đủ thì em sẽ bớt cái số tiền ở đây. Còn 1% có nghĩa là gần 400.000 rồi, là còn lại là 38.600 nha các bác. Còn nếu mà cọc tiền thì vẫn giá 39 nha. Vâng, và đây là cấu hình rườm rà của con G907. Đây là cái phần chiến điện nha các bác, phần chiến điện nha. Đặc trưng dòng G907 hay là 8007 là nó đều sử dụng sexy và trắng mạ bạc nha các bác. Nguồn xuyến hai tụ nguồn, phần rề nguồn xuyến rất là lớn, rất là đẹp nha các bác. Đây các bác thấy đồ đẹp này, từ những phía trên này không một vết xước nào luôn nha. Đấy. Bé chưa qua tay người dùng Việt Nam nha, cầu chỉ sứ còn nguyên này các bác. Đây cầu chỉ sứ này. Đẹp tuyệt vời luôn nha. G907 là bản nâng cấp của G8007 nha các bác.